Chương 73 Cổ bạc huyết ngọc. Diệp Tố nhìn mặt vỡ của Trọng Minh đao, có chút kinh ngạc, điểm khác biệt lớn nhất của đao và kiếm chính là một bên là lưỡi đơn còn một bên là lưỡi đôi, vì chiều dài và độ rộng thực ra không có sự quy định cụ thể. Nàng đã từng gặp qua kiếm có lưỡi còn rộng hơn những thanh đao bình thường, hoặc là một vài thanh đao còn dài hơn cả kiếm. Cho ta nhìn thử một chút. Diệp Tố bước tới muốn mượn Dịch Huyền Trọng Minh Đao để xem xét. Khi cầm được trên tay thì nàng liền phát giác ra được chỗ nào không đúng, mặt vỡ này không phải là một mặt vỡ chân chính, hay nói cách khác cây đao này từ lúc thành hình đã có bộ dáng như thế này. Ngón tay Diệp Tố vuốt nhẹ theo sống đao, thanh đao này nguyên bản vốn là một thanh kiếm. Vị luyện khí sư kia hẳn là ban đầu muốn luyện chế ra một thanh kiếm, không biết vì sao khi sắp hoàn thành lại đột nhiên thay đổi chủ ý cắt bỏ đoạn mũi kiếm đồng thời bịt lại một bên lưỡi kiếm. Giấu lưỡi đoạn mũi, thú vị đấy. Đao này thích hợp với đệ. Diệp Tố đưa lại trọng minh đao cho Dịch Huyền, bất quá kiếm chiêu có lẽ sẽ phải thay đổi một chút. Dịch Huyền cúi đầu cẩn thận vuốt ve thanh đao, trong lòng rất vui mừng nhưng trên mặt lại cố gắng khắc chế, không sao. Có thể lấy máu nhận chủ. Một đệ tử đứng bên cạnh kích động nói, dịch sư đệ, nhanh lên, để chúng ta xem trọng minh đao nhận chủ với. Các đệ tử của các phong khác cũng sôi nổi thúc giục, ai cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Trên mặt dịch huyền tuy vẫn như cũ không có biểu tình gì nhưng khóe miệng lại không giấu được mà nhếch lên, tay hắn nắm chặt chuôi đao trọng minh. Rũ mắt nhìn nó thật lâu mới vươn ra hai ngón tay quẹt qua lưỡi đao một đường, máu đỏ nhanh chóng dính lên thân đao. Một đạo bạch quang trói mắt hiện lên, khế ước nhận chủ thuận lợi kết thành. Khế ước vừa hoàn thành thì khắp nơi trong kiếm trùng vạn kiếm tề minh, tựa như đang chúc mừng Trọng Minh Đao nhận chủ. Không hổ là Trọng Minh Đao, động tĩnh lớn như vậy. Một đệ tử của phong khác thậm chí còn phải áp chế một chút thanh kiếm mình vừa mới lập khế ước, để nó không được manh động. Khi vạn kiếm an tĩnh lại thì dưới chân họ lại xuất hiện một truyền tống pháp trận, thì ra giờ kiếm trùng một lần nữa mở ra đã đến. Vào đây. Diệp Tố thấy thế dỗi tay kéo du phục thời đang đứng ngoài phạm sáu pháp trận bước vào, chúng ta phải đi rồi. Du phục thời tùy ý để nàng nắm tay, một tay khác chậm rãi nắm linh thạch, hấp thu linh khí thuần túy bên trong. Khi bọn họ xuất hiện trong mây mù, tông chủ ngô kiếm phái phất tay đưa cả đám lên vách núi, sau đó rút mạc vấn kiếm, đóng lại kiếm chủng. Đứa nào rút lên được trọng minh đao đấy? Tân thẩm chi sông đến đầu tiên, trước hết nhìn về phía tay của đồ đệ mình, kết quả thật sự nhìn thấy thanh đao không thể nào quen mắt hơn đó, tức khắc vui mừng ra ma, đắc ý nói, đồ đệ, ta đoán là con mà. Ông nhào tới ôm lấy dịch huyền, nói với các trưởng lão xung quanh, lão tử không rút lên được nhưng đồ đệ của lão tử thì rút được. Ha 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 ha! Bất luận đã qua bao nhiêu lần rồi dịch huyền vẫn chưa quen được thái độ nhiệt tình như vậy của tân thẩm chi, nhưng cũng đã chậm rãi không né tránh nữa. Đương nhiên vì hắn có tránh cũng không thoát. Chu tông chủ, thật sự xin lỗi. Diệp Tố Lôi kéo Du Phục Thời bước qua xin lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn tiến vào kiếm chủng. Không sao. Chu Kỳ cũng không để ý, cũng là do chúng ta không dựng kết giới bên vách núi. Diệp Tố không chỉ xin lỗi mỗi việc này mà còn một việc khác nữa. Tiểu sư đệ, lấy thanh kiếm ra. Diệp Tố quay đầu nói với Du Phục Thời, chờ du phục thời chậm gì gì sách thanh khắp huyết kiếm ra khỏi túi càn khôn diệp tố mới một lần nữa nói với chu kỳ chu tông chủ thanh kiếm này có thể bán cho thiên cơ môn không tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa có nhiều linh thạch nên có thể xin ngài viết trước một tờ giấy nợ được không khoảnh khắc khắp huyết kiếm bị lấy ra tới xung quanh lập tức liền rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị vô luận là chu tông chủ hay là các trưởng lão ngay cả tân thẩm chi cũng nhìn qua đầy khiếp sợ thanh kiếm này vậy mà cũng bị rút ra tới. Mã Tổng thu trận mắt há mồm, lẩm bẩm nói, mấy người thiên cơ môn, ngay cả rút kiếm cũng phải mạnh hơn người khác vậy sao? Chu Kỳ rốt cuộc vẫn là một tông chi chủ, rất nhanh liền hoàn hồn, chấn định hỏi Du Phục Thời, kiếm này là do tiểu hữu rút được sao? Du Phục Thời cố gắng gật đầu với ông một cái. Diệp Tiểu Hữu, Chu Kỳ thân thiết nhìn về phía Diệp Tố, nếu hắn đã có thể rút được thanh kiếm này chứng tỏ là có duyên, nói chuyện linh thạch thì quá dung tục rồi, cứ cho là ngô kiếm phái ta tặng cho hắn, thế nào? Tốt như vậy sao? Trong ánh mắt của Diệp Tố lộ ra một tia hoài nghi. Cứ cầm đi, thật ra từ lâu chúng ta đã muốn rút thanh kiếm này ném đi rồi. Tân thẩm chi huyệt tuệt, nhưng mà nó cố tình lại giống trọng minh đau vậy, làm sao cũng không rút lên được. Trọng Minh Đao có lai lịch chính đáng, có ký lục tỉ mỉ của từng thời kỳ, là thanh đao đã có mặt từ khi Ngô Kiếm phái lập tông tới nay, một khi xuất thế liền ý nghĩa yêu ma có gì. Nhưng thanh kiếm mà Du Phục thời rút lên này lại hoàn toàn không có một ghi chép nào về nó cả, chỉ biết kiếm này có thể mê hoặc nhân tâm, mỗi lần các đệ tử đi ngang nó trong kiếm chủng chỉ cần không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Theo thời gian trôi qua huyết khí trên thanh kiếm này cũng ngày một nặng hơn. Ngô kiếm phái vì vậy rất muốn xử lý thanh kiếm này, đỡ phải ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà ngặt một nỗi kiếm này không ai có thể rút lên được, thậm chí thời gian nó ở kiếm chủng còn lâu hơn cả trọng minh đao. Một khi đã như vậy, Diệp Tố liền để du phục thời nhận lấy thanh kiếm, bất quá trong lòng cũng ghi nhớ phần ân tình này. Sau khi bọn họ ra khỏi kiếm chủng, dịch huyền liền trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ trên dưới ngô kiếm phái từ đại trưởng lão đến tiểu đệ tử mới nhập môn nếu muốn nhìn phong thái của trọng minh đao một lần. Trọng minh chính là thanh đao có thể so sánh ngang hàng với thanh thất tuyệt kiếm kia của côn luân phái đó, mọi người nghĩ xem lợi hại đến cỡ nào chứ. Mã Tổng thu đạp một chân lên bàn đá, khoa tay múa chân nói, trọng minh thất tuyệt, nghe đi, trọng minh của tông môn chúng ta thậm chí còn đứng trước thất tuyệt. Không sai, trọng minh đao xuất hiện, đến lúc tông môn đại bỉ chúng ta nhất định sẽ có thể thắng. Mã Sư Huynh, hiện giờ thất tuyệt kiếm đang ở trong tay ai? Chuyện này, chắc là trong tay một ai đó trong côn luân thôi. Mã Tổng thu vào đầu, hắn có nghe qua thất tuyệt kiếm nhưng không biết nó đang ở trong tay ai. Thanh danh của thất tuyệt kiếm so với trọng minh đao thì lớn hơn nhiều, vì vạn năm qua, không ít thiên tài thanh danh cực đại của côn luân đều dùng qua thanh kiếm này, bất quá hiện giờ kiếm tu trẻ tuổi lóa mắt nhất của côn luân kia lại đang dùng một danh kiếm khác. Cô thương kiếm. Tóm lại, lần tông môn đại bỉ này, ngô kiếm phái chúng ta khẳng định sẽ quang mang vạn trưởng. Mã tổng thu dơ hay tay thẳng lên trời, ngửa đầu cảm thán. Mau nhìn kia, là dịch sư huynh. Nhóm tiểu đệ tử vốn dĩ đang vây quanh mã tổng thu lập tức sôi nổi chạy hết về phía dịch huyền. Vừa nhìn thanh đao trong tay Dịch Huyền vừa suýt xoa, đây chính là Trọng Minh đao sao? Mã Tổng Thu. Dịch Huyền cầm đao, bên cạnh còn có Lữ Cửu, Từ Trình Ngọc, ba người đang đi về hướng sân luyện kiếm. Trong khoảng thời gian này Tân Thẩm Chi hứng thú bừng bừng, ngày nào cũng muốn chỉ điểm bọn họ luyện kiếm. Còn Mã Tổng Thu cùng Chu Vân thì bị ông ghét bỏ, ông bảo hai người không thú vị, lại đều có sư phụ của riêng mình suốt ngày chạy tới cọ ông chỉ điểm làm chi. Bên này Trọng Minh Đao và chủ nhân Trọng Minh Đao bị mọi người chú mục thì bên kia khắp huyết kiếm lại chẳng có ai chú ý. Sau khi du phục thời mang khắp huyết kiếm về tất nhiên hắn sẽ không đời nào luyện kiếm. Dù sao ngay cả việc cơ bản như nhập định tu luyện hắn cũng chẳng thèm làm. Chỗ ở duy nhất của khắp huyết kiếm đó chính là trong một túi cản khôn rẻ tiền. Bất quá hôm nay nó rốt cuộc có thể lại thấy được ánh mặt trời. Hạ nghĩ muốn nhìn thanh kiếm này, hắn yêu kiếm, mỗi loại kiếm hắn đều muốn quan sát. Giờ phút này khắp huyết kiếm đang nằm trên bàn đá trong viện, chủ nhân nó ngồi một bên, ngón tay xoay xoay một chén trà, thỉnh thoảng sẽ dơ đến trước mặt Diệp Tố, muốn nàng rót linh trà cho hắn, hoàn toàn không nhìn tới khắp huyết kiếm dù chỉ là một cái liếc mắt. Đại sư tỷ, cổ bạc ở mặt trên kiếm này phẩm chất thật tốt, gỡ xuống một chút hẳn là giá trị liên thành. Hạ Nhĩ nhìn nhìn, đôi mắt sáng rực. Diệp Tố nhận lấy chén trà từ trong tay du phục thời, một tay khác nhấc ấm trà, sau khi rót đầy ly mới đặt lại trước mặt hắn. Cổ bạc là dùng để áp chế sát khí của huyết ngọc, không thể gỡ. chương 74 Yêu tinh vạn năm Trên bàn đá, khắp huyết kiếm nằm dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ vô hại, chuôi kiếm huyết ngọc ánh nhuận lộ ra khỏi bàn, dưới ánh nắng như ẩn ẩn hiện lên vầng cầu vồng giữa chuôi kiếm hình như có một ký hiệu hình tròn nhưng quá mờ không còn thấy rõ nữa trông có vẻ như là bị cố ý mài đi khối cổ bạc vốn bao bọc toàn thân lưỡi kiếm nay đã có chỗ bị chóc vỡ lộ ra huyết ngọc bên trong minh lưu xa vươn ra một ngón tay sờ sờ tầng cổ bạc trên thân khắp huyết kiếm đồ tốt huyết ngọc này vừa nhìn liền biết là vật phi phàm nhưng cổ bạc khóa lại thân kiếm cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có thể áp chế được huyết sát khí, cũng không biết cổ bạc này được tạo thành từ tài liệu gì. Tây Ngọc kề sát mặt vào thân kiếm để nhìn những hoa văn phức tạp trên đó, sau đó ngồi thẳng dậy lắc lắc đầu, chỉ nhìn một chút thôi mà nàng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nghi hoặc hỏi, trên lưỡi kiếm này còn có cả trận pháp cùng phù chú ư? Diệp Tố liếc mắt nhìn khắp huyết kiếm một cái sau đó hơi ngửa đầu uống cạn chén trà, "Có, hẳn là dùng để trấn áp huyết ngọc." Lúc trước trong kiếm trùng, khi nàng cầm lấy nó đã xem qua nhưng xem không hiểu. Bất quá nàng có thể xác định, vị luyện khí sư đó chọn một thứ tà vật thế này để làm lưỡi kiếm, sau đó lại bọc một lớp cổ bạc bên ngoài huyết ngọc, thậm chí còn hao tâm tổn sức khắc lên thân kiếm các loại phù văn pháp trận để trấn áp sát khí chỉ vì một mục đích duy nhất. Để người cầm kiếm không phải chịu huyết sát khí ảnh hưởng đến. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn Du Phục Thời bên cạnh, nếu đúng theo lời tiểu sư đệ nói, đây là kiếm của hắn thì cũng không biết vị luyện khí sư kia nhìn thấy kiếm do chính mình luyện chế bị hắn kéo lê trên mặt đất sẽ có cảm giác gì nữa. Tiểu sư đệ rõ ràng không phải là kiếm tu yêu kiếm như mà đương sự du phục thời hiện tại không chút mảy may quan tâm gì đến cổ bạc hay tân bạc trên thân kiếm hai tay hắn bao lấy chén trà ủ ấm xong thì muốn đổ linh trà đã lạnh xuống mặt đất rồi lại rót một chén mới đừng tập thành thói quen lãng phí diệp tố thấy thế nhíu mày nói du phục thời ngước mắt nhìn diệp tố con người đen tuyền thuần túy cực kỳ xinh đẹp trà lạnh hẳn là do cảm thấy phàm nhân này lát nữa lại muốn giáo huấn mình nên hắn vẫn thu tay lại, chuẩn bị uống sạch trà trong chén. Diệp Tố bắt lấy cổ tay du phục thời, đoạt lấy chén trà trong tay hắn, khi đụng đến ngón tay hắn thì thấy lạnh đến kinh người. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, trước khi đi xuống kiếm trùng bàn tay của hắn không có lạnh đến vậy. Là do chạm vào khớp huyết kiếm sao? Diệp Tố dùng linh hỏa đung nóng nước trà trong chén, sau đó đưa lại cho du phục thời, được rồi này. Độ nóng của linh hỏa được nàng khống chế cực tốt, linh hỏa không hề thiêu cháy chén trà mà chỉ làm nước trà bên trong ấm lên mà thôi. Du phục thời nhận lấy chén trà, bắt đầu chậm rãi uống trà nóng, hắn quyết định về sau nước trà cũng sẽ giao cho phàm nhân này làm ấm cho hắn. Đại, sư, tỷ, đệ, cũng, muốn. Minh Liêu Sa thấy thế, lập tức đưa qua chén trà của mình, chậm gì gì muốn Diệp Tố làm ấm trà. Diệp Tố nhìn hắn mỉm cười nói, đến bây giờ còn chưa khống chế được linh hỏa. Không bằng hôm nay làm ấm mấy bình trà xem như luyện tập nhé. Minh Lưu Sa lặng yên thu lại chén trà, nhìn trái nhìn phải, hôm nay linh khí dư thừa, đệ nên đi tu luyện thôi. Nói xong những lời này hắn liền nhanh chóng trốn đi, bộ dáng thập phần nhanh nhẹn. Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ xem xong khắp huyết kiếm, cũng không nán lại lâu, sôi nổi chạy theo đi tu luyện. Nhìn mấy sư đệ sư muội thoan thoát chạy đi hết, Diệp Tố không khỏi lắc đầu. Mấy đứa này nếu hôm nay không bị nàng gọi đến xem khắp huyết kiếm thì hẳn còn đang điên cuồng tu luyện. Khó có được hoàn cảnh tốt như hiện tại, linh khí dư thừa lại không cần lo lắng bị công kích. Ba người minh lưu xa cực kỳ quý trọng, không phân biệt ngày đêm không ngừng tu luyện cùng luyện khí, rất ít khi nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, ý cười bên môi diệp tố thoáng hạ xuống nếu thiên cơ môn có linh mạch thì đã không đến mức này nàng hoàn hồn tầm mắt nhìn đến khắp huyết kiếm trên bàn đá đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nghiêng đầu hỏi tiểu sư đệ đệ bao nhiêu tuổi rồi chỉ cần nhìn tầng cổ bạc bên ngoài khắp huyết kiếm cũng có thể thấy được thanh kiếm này đã được luyện chế từ rất lâu trước kia ít nhất là trước thần vẫn kỳ vì cổ bạc này hoàn toàn không khớp vói bất luận tài liệu nào hiện hữu ở tu chân giới hiện tại nếu du phục thời thật sự là chủ nhân duy nhất của khớp huyết kiếm, vậy tuổi tác của hắn. Thấy tiểu sư đệ lại giả vờ không nghe thấy, Diệp Tố nhướng mày, ngồi nhích về phía hắn, hỏi đùa, đệ là yêu tinh vạn năm à. Du phục thời xoay mặt lại chừng mắt nhìn phàm nhân này, khuôn mặt hiện lên vẻ không vui, sau đó ở trước mặt nàng nâng tay lên che hai lỗ tai của mình lại, ý chỉ mình không nghe thấy gì hết. Diệp Tố không nhịn được bật cười thành tiếng, lần đầu nàng thấy tiểu sư đệ bày ra biểu tình kháng cự rõ ràng đến vậy. Đi thôi, đi tu luyện. Cười xong thì Diệp Tố đứng dậy, nhìn thanh kiếm trên bàn hỏi hắn, để có thể dùng kiếm không? Dù phục thời không tình nguyện đứng dậy, biết mấy chiêu. Diệp Tố mắt sắc phát hiện ra khi hắn nắm lấy khắp huyết kiếm, thân kiếm lại thấm ra vài giọt huyết trâu. Cả thanh kiếm tựa hồ lộ ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc đi đến sân luyện kiếm đi." Diệp Tố nói, tất cả kiếm tu Ngô Kiếm phái đều luyện kiếm ở đó, có lúc còn có cả tỷ thí, rất thích hợp để nâng cao năng lực, thế nên Lữ Cửu cùng Dịch Huyền Cơ Hồ mỗi ngày đều ở sân luyện kiếm. Dù phục thời mang theo khắp huyết kiếm đi qua đó, rất nhanh khiến cho rất nhiều người chú ý, đương nhiên hắn không mang theo kiếm vốn cũng đã có thể hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Diệp Tố, dù công tử Sao các người lại đến đây? Từ trình ngọc vừa mới đối chiêu cùng dịch huyền xong, trên trán thấm ra mồ hôi mỏng, trên cánh tay còn có vài đạo vê thương, tầm mắt hắn dừng trên khắp huyết kiếm đang lết trên đất, ngón tay nhịn không được giật giật. Kiếm tu vốn coi kiếm như mạng, thật sự không nhìn được có người đối với kiếm có lệ như vậy, tuy rằng kiếm này có chút tà khí. Dẫn tiểu sư đệ qua đây xem một chút. Diệp tố đáp. Chí nhớ của tiểu sư đệ không tốt lắm, không chừng phải hô kiếm thế nào cũng quên rồi. Từ trình ngọc chỉ chỉ vào một cái đài bên cạnh, đợi lát nữa bên đó sẽ mở lôi đài tỉ thí, dù công tử có hứng thú có thể tham gia thử xem. Diệp Tố gật gật đầu, nhìn lên lôi đài trước mặt, dịch huyền đang đối chiêu với lữ cửu, như suy tư gì đó nói, kiếm ý của ngũ sư đệ hình như có điểm biến hóa. Ngay cả tiểu cô nương cũng nhìn ra sao. Tần thâm chi ở gần đó bước tới, ánh mắt bắt bẻ nhìn Diệp Tố từ trên xuống dưới, sau đó thập phần tự hào nói, biết cái gì gọi là đoạn kiếm trọng sinh không? Lão tử đã nói là thanh kiếm mà thiên cơ môn các ngươi cho. Thanh kiếm đó là do đại sư phụ của dịch huyền chính tay luyện chế. Diệp Tố buồn bã nói. Tần thẩm chi trừng to mắt, ngạnh sinh sinh đem câu nói tiếp theo nghẹn trở lại, theo bản năng giải thích, kiếm khá tốt, chỉ là không quá thích hợp đồ đệ của ta mà thôi dẫn dắt dịch huyền đã được một thời gian tân thẩm chi đương nhiên biết rõ đồ đệ cực kỳ coi trọng sư môn của mình không chấp nhận được có ai nói xấu thiên cơ môn cho dù nhị sư phụ là ông cũng không được trọng minh đao là lưỡi đơn thiếu một bên hút gió nên càng thêm trầm ổn dày nặng diệp tố ngửa đầu nhìn dịch huyền trên đài nói rất thích hợp với đệ ấy đao này có linh không chán ghét hay kháng cự nửa ma huyết mạch, thậm chí nguyện ý bao dung, ngoài ý muốn thích hợp với tính cách cực đoan cố chấp của dịch huyền. Tân thẩm chi nghe xong lời này tâm tình không tồi, rất là cao hứng, ông nghiêng người nhìn sang du phục thời đang biến nhác đứng bên cạnh, hất cầm về phía một lôi đài khác, tiểu tử ngươi lên đó luyện kiếm, để ta nhìn xem. Lời này có ý muốn chỉ điểm một hai. Trước khi dịch huyền bái nhập bát hoang phong, ở mô kiếm phái, Tân Thẩm Chi cả ngày trừ việc đánh nhau cùng các trưởng lão, đại trưởng lão thì chưa bao giờ chỉ điểm đệ tử nào cả. Mấy người từ Trình Ngọc, Lữ Cửu hiện tại đều là do miễn cưỡng nhân cơ hội luyện kiếm với dịch huyền mới có thể được chỉ điểm. Miếng bánh ngon như vậy từ trên trời rớt xuống nhưng du phục thời căn bản không nghe lọt lời Tân Thẩm Chi nói, hắn vẫn đứng bên cạnh Diệp Tố, một tay nghịch nghịch vụ sát hoa trên cổ tay còn lại tân thẩm chi đợi nửa ngày không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Lát nữa lên đó luyện kiếm đi. Diệp Tố nghiêng đầu nói với Du Phục Thời. Du Phục Thời chống khắp huyết kiếm xuống đất, xem nó như quải trượng mà dựa vào, không chút để ý gật gật đầu, tỏ vẻ đã nghe thấy phàm nhân này nói. Tân thẩm chi cả đời phóng đãng không ai kiềm được. Vậy mà còn có người cuồng hơn cả ta. Trên đài, Lữ Cửu dựa vào kinh nghiệm, tung ra một hư chiêu, rốt cuộc thắng được dịch huyền. Giờ phút này trên người hai người không có chỗ nào lành lặn, tay chân đều có thương tích, trên quần áo đều thấm ra không ít vết máu. Kiếm chiêu của lữ cử quá hỗn độn, đụng phải người lợi hại một chút là xem như toang. Tân thẩm chi nhảy lên đài, ném cho mỗi người một lọ đan dược, lại huy kiếm chỉ lại mấy chỗ vừa rồi nàng đã lộ ra sơ hở, đồng thời chỉnh lại mấy kiếm chiêu, kiếm chiêu của người đã thành hình, sửa lại một chút là được. Lữ cửu một đường tự mình mày mò lăn lộn đến hôm nay, kiếm chiêu không tính là đẹp mắt nhưng phù hợp với bản thân nàng. Tân thẩm chi không bình phẩm dịch huyền, ông chỉ muốn đồ đệ cảm thụ một chút khí thế tình nguyện tự tổn hại 800 cũng muốn giết địch 1000 của lữ cửu. Điểm này sẽ không thể cảm nhận được trên người đại đa số các đệ tử của ngô kiếm phái. Đại sư tỷ, dịch huyền nắm trọng minh đao đi xuống đài, chào diệp tố một tiếng, Nét mặt so với dĩ vãng đã bình thản hơn nhiều. Diệp Tố gật đầu, cảm giác như thế nào? Trên mặt Dịch Huyền có một vết cắt do vừa rồi bị kiếm ý của Từ Trình Ngọc xẹt qua, có hơi đau nhưng hắn cũng không để ý, trọng minh đau, rất tốt. Đừng lười biếng nữa, này nhóc gì kia. Tân Thẩm Chi đứng trên đài giơ kiếm chỉ vào Du Phục thời đứng ở dưới, đi đến lôi đài tỷ thí bên cạnh đi. Lôi đài tỷ thí bên cạnh sắp bắt đầu rồi chung quanh đó đứng không ít đệ tử Ngô kiếm phái, chờ dây được kéo xuống sẽ lập tức nhảy lên. Dù công tử, quy tắc lôi đài tỷ thí ở Ngô kiếm phái là sau khi đi lên, chỉ cần duy trì không bị đánh rơi xuống lôi đài là thắng. Từ Trình Ngọc ở bên cạnh giải thích, trước mắt, kỷ lục về số trận nhiều nhất là 461 trận, do Tân trưởng lão lúc còn là đệ tử đã đánh ra tới, đánh suốt 5 ngày 4 đêm. Từ đó về sau, danh sưng cùng kiếm của tân thẩm chi cứ thế truyền ra khắp nơi. Đi lên thử xem, Diệp Tố vỗ vai tiểu sư đệ nói, đánh thử vài trận đi. Dù phục thời chậm gì gì kéo khắp huyết kiếm đi lên lôi đài, lúc đi lên bậc thang cũng không thèm nâng tay giơ kiếm lên, tùy ý để nó va đập một đường lung cung lanh canh. Diệp tố nhịn không được giơ tay che lấy mặt, ánh mắt của các kiếm tu xung quanh có thể giết người rồi mỗi kiếm tu đều xem kiếm như một nửa kia của mình vậy. Chính mình có thể một thân thương tích chật vật, có thể ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng kiếm phải được bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Hỏi thử xem có ai mà chịu được một nửa kia bị kéo xoèn xoẹt trên mặt đất như vậy? Cho dù đó là một nửa kia của người khác cũng không được. Cũng may lộ trình không dài, giữa những ánh mắt ba phần khiển trách bảy phần sát khí của mọi người, dù phục thời cuối cùng đã đứng lên được giữa lôi đài, chờ tỉ thí bắt đầu. Ta lên trước, một đệ tử Kim Đan Kỳ, cũng là một trong những người có mặt trong kiếm chủng hôm trước nhảy lên lôi đài. Khi đệ tử chủ trì lôi đài dung chuông ra hiệu bắt đầu, hắn chắp tay, mời chỉ giáo. Mặc dù đối phương huy kiếm vọt tới rất nhanh nhưng du phục thời vẫn đứng giữa lôi đài không nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua khắp huyết kiếm trong tay, sau đó buông nó ra khấp huyết kiếm không có ngã xuống như mọi người tưởng mà ngược lại bỗng chốc bay lên đối tượng với kiếm chiêu của đệ tử kia. vì thế trên lôi đài du phục thời an an tĩnh tĩnh đứng đó thưởng thức vụ sát hoa còn vị đệ tử kia thì liều mạng vung kiếm đối phó với khấp huyết kiếm. không cần nói cũng biết vị đệ tử này căn bản đánh không lại khấp huyết kiếm chiêu chiêu bị áp chế không bao lâu liền bị thanh kiếm đánh xuống lôi đài. keng đệ tử chủ trì dưới đài hô lớn người tiếp theo khắp huyết kiếm ở trên lôi đài cần cù chăm chỉ dọn dẹp chúng đệ tử dù phục thời đứng một hồi mệt mỏi muốn ngồi xuống nhưng bất quá ở đây không có vạt áo của diệp tố để lót hắn ngại dơ nên chỉ đành tiếp tục đứng phát ngốc tân thẩm chi đang chuẩn bị chỉ điểm kiếm chiêu chỉ được cái giám á tác giả có lời muốn nói kiều kiều sao còn chưa đánh xong giấy mà phàm nhân kia muốn ta đánh nhiều vài trận, vậy đợi thêm 1,2, 4,5 trận nữa vậy. Chương 75 Tà kiếm có linh Hình ảnh trên lôi đài hết sức quỷ dị, du phục thời đứng ở trung tâm từ đầu đến cuối không hề động tay, chỉ có khớp huyết kiếm tự mình ra sức nghênh chiến các đệ tử ngô kiếm phái không ngừng nhảy lên lôi đài. Có vài đệ tử cho rằng du phục thời đang âm thầm điều khiển khớp huyết kiếm nên muốn nhân cơ hội tấn công hắn. Kết quả là căn bản không thể đến gần. Chỉ cần tới gần một chút thôi, khắp Huyết Kiếm liền sẽ giống như phát điên mà chém đối thủ văng xuống đài. Thần thức thao tác, Tần Thẩm chi nhìn chằm chằm Du Phục Thời trên đài một lát sau đó liền phủ nhận suy đoán của chính mình, hắn chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, không có thần thức. Kim Đan sơ kỳ đã dùng thần thức là Diệp Tố đứng một bên yên lặng không nói lời nào. Sau khi một đệ tử nữa bị Khấp Huyết Kiếm đánh bay xuống đài, Tân thẩm chi giơ tay bảo mọi người tạm ngừng, chính mình nhảy một bước phi lên giữa đài, tóm lấy khắp huyết kiếm để xem xét. Khi tay ông vừa chạm tới chuôi kiếm của khắp huyết kiếm thì một cổ huyết sát khí khổng lồ liền không báo trước mà ập đến trước mặt, cơ hồ khiến người không thể hít thở nổi. Tân thẩm chi ngây người, trong chớp mắt đó khắp huyết kiếm liền bay trở về bên cạnh du phục thời, dừng trong tầm tay của hắn, bộ dáng cực kỳ an phận. Tân thẩm chi dù phục thời nghiêng mặt nhìn Diệp Tố dưới đài hỏi, ta có thể xuống được chưa? Hắn đứng nãy giờ mệt quá. Tân thẩm chi đứng trên đài cao mày như đang suy tư gì đó. Đi xuống đi. Diệp Tố gật đầu nói, ban đầu nàng còn nghĩ để hắn đi lên múa vài đường kiếm để giãn gân giãn cốt. Kết quả hắn lên đó không thèm động dù chỉ là một đầu ngón tay. Dù phục thời lập tức xoay người bước xuống đài đi được một bước thì nhớ còn chưa cầm khắp huyết kiếm nên xoay tay nắm lấy kiếm, tiếp tục vừa kéo lê nó len canh trên mặt đất vừa đi xuống dưới. Những chỗ bị nứt vỡ trên thân kiếm có ẩn hiện hồng quang đều lập tức ảm đạm đi trông thấy, cả thanh khắp huyết kiếm phảng phất như một con cá chết, mất hết hy vọng vào cuộc sống. Khi du phục thời mới vừa bước xuống bậc thang thứ hai thì tân thẩm chi trên lôi đài chợt động, kiếm ra khỏi vỏ, làm quang thoáng hiện, mang theo uy áp tuyệt đối, thẳng tắp đâm tới sau lưng du phục thời. Khoảng khắc đó, bởi vì tốc độ của tân thẩm chi quá quanh, mọi người trên sân luyện kiếm thậm chí còn chưa kịp cảm nhận uy áp của hợp thể kỳ. Du phục thời ngay cả kiếm đều không nguyện ý cầm, phía sau lưng cứ thế rộng mở, hoàn toàn không có phản ứng gì, cả sân luyện kiếm chỉ có diệp tố cực kỳ nhạy bén phát hiện ra. Ngay một khắc tân thẩm chi rút kiếm ra nàng cũng liền dán tật tốc phù lên trên người chạy về phía du phục thời, chụp lấy cánh tay của tiểu sư đệ, khi hai người mặt đối mặt thì nàng cũng đồng thời tung ra vài đạo phù chú phòng ngự. Nhưng, đều không kịp rồi. Lúc này Tân Thẩm Chi đã phi thân nhảy tới, người kiếm hợp nhất, mũi kiếm đã chỉ thẳng đến sau lưng Du Phục thời thế, nhưng kết giới do phù chú phòng ngự tạo ra vẫn chưa kịp dâng lên hoàn toàn. Đồng tử của Diệp Tố co rụt, muốn túm lấy Du Phục thời lăn qua một bên, rơi khỏi bậc thang để tránh thoát một kiếm này keng. Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khắp huyết kiếm trong tay du phục thời chủ động bay lên, cứng rắn ngăn lại một kiếm này của tân thẩm chi, khi hai kiếm chạm vào nhau, huyết sát khí cuồn cuộn từ trên thân khấp huyết kiếm bộc phát, thậm chí ảnh hưởng đến tâm cảnh của các đệ tử xung quanh. Tân thẩm chi lùi ra sau một bước, muốn dừng tay, kết quả khắp huyết kiếm không chịu ngừng lại, không buông tha ông mà điên cuồng đuổi theo chém tới tấp. Tân Thẩm Chi vốn dĩ không hề có ý muốn giết Du Phục Thời. Thời điểm kiếm sắp đâm chúng thì ông đã thu hồi kiếm ý. Kiếm ý nghịch chuyển đối với người cầm kiếm mà nói là việc cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Tân Thẩm Chi từ trước đến nay vừa cuồng lại còn điên. Trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ đó là phải thử xem suy đoán của bản thân. Bị kiếm ý của bản thân nghịch lưu đả thương, lại còn phải ngăn cản khắp huyết kiếm đang muốn đâm ông thành cái sàng. Tân Thẩm Chi không tránh được phun ra một búng máu liên tục lui về phía sau. Hơn nửa người Du Phục Thời dựa vào trên vai Diệp Tố, hắn vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, nghiêng mặt nhìn Diệp Tố, ánh mắt vừa khó hiểu lại mờ mịt, không rõ là phàm nhân này đang làm cái gì. Diệp Tố biết bản thân phản ứng có chút thái quá, nàng gỡ xuống phù chú phòng ngự, lại nhìn Khấp Huyết Kiếm đang điên cuồng chém người trên đài, nói với Du Phục Thời, làm Khấp Huyết Kiếm dừng lại đi. Du phục thời xoay người nhìn về phía đài tỉ thí, giơ tay sau đó chỉ nói một câu, trở về. Khắp huyết kiếm vốn đang dượt theo tân thẩm chi đột nhiên cả người cứng đó, ngay sau đó lập tức bay trở về trong tay du phục thời. Đầu tóc của tân thẩm chi thường ngày vốn dĩ đã dối bởi giờ phút này lại bị gọt đi hơn phân nửa, ông chùi đi vết máu bên miệng, xoay người nhìn du phục thời, ê ẩm nói, tiểu tử ngươi thật là gặp vận may cất chó mà. Thanh kiếm này vậy mà lại có kiếm linh. Nếu dùng thần thức thao tác thì có thể không cần đụng vào kiếm nhưng vẫn có thể khiến kiếm công kích đối phương. Tuy nhiên tên nhóc đệ tử thiên cơ môn này cảnh giới chỉ mới kim đan sơ kỳ, rõ ràng không thể có thần thức. Vừa rồi biểu hiện của khắp huyết kiếm trên đài quá tốt nên tân thẩm chi lớn mật suy đoán đến một khả năng, ông cho rằng thanh kiếm này có thể có kiếm linh nếu có kiếm linh vậy nếu ông tấn công du phục thời thì khắp huyết kiếm sẽ vì bảo hộ kiếm chủ mà sẽ chủ động ngăn cản công kích. Tân thẩm chi thật sự đã thử ra được, quả nhiên là có kiếm linh. Diệp tố lôi kéo du phục thời đi xuống cầu thang, bảo hắn thu hồi khắp huyết kiếm. Cổ huyết sát khí vẫn còn quanh quẩn trong sân luyện kiếm, những cảm xúc tiêu cực của mọi người đều bị nó kích phát ra tới. Trên đài, tân thẩm chi tra kiếm vào vỏ, khi bước xuống đài ông không nhìn khắp huyết kiếm nữa mà ngược lại nhìn Diệp Tố vài lần. Phản ứng cũng rất nhanh. Ông nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt cũng chính là Diệp Tố phát hiện ra ông trước nhất. Kiếm Linh Từ trình ngọc rốt cuộc hoàn hồn từ một loạt việc vừa phát sinh, tân trưởng lão, ngài nói là trong thanh kiếm này có kiếm Linh sao? Còn có thấy qua kiếm của ai không cần dùng thần thức thao tác mà có thể tả sung hữu đột như vậy chưa? Tân thẩm chi nhìn về phía du phục thời, đây là một thanh tà kiếm, về sau nếu cảnh giới của người không tăng cao, không áp chế được nó thì chỉ sợ ngược lại sẽ bị nó khống chế. Tà kiếm có linh, không nhất định là chuyện tốt. Du phục thời ngước mắt nhìn tân thẩm chi một cái xong lại rời mắt, có chút xuất thần nghĩ hương vị trên người phàm nhân thật dễ chịu. Lão tử phỏng đoán kiếm linh này hẳn cũng chỉ là một tia ý thức, nếu không với cảnh giới thấp tè của ngươi thì sớm đã bị phản phệ rồi tân thẩm chi nói được rồi mọi người giải tán ai làm việc người nấy đi đồ đệ đi thôi ta bồi con tiếp tục luyện kiếm dịch huyền vâng một tiếng đáp lời hắn nhìn sang diệp tố cùng du phục thời một cái sau đó mới theo nhị sư phụ rời đi chờ hai sư đồ tân thẩm chi rời đi xung quanh tức khắc liền sôi nổi nghị luận ai cũng nhìn chằm chằm về phía du phục thời Kiếm linh là một khái niệm cực kỳ mờ ảo, tục truyền vào trước thần vẫn kỳ. Kiếm linh thật sự là linh hồn chân chính, thậm chí còn có thể biến thành hình người. Bất quá sau thần vẫn kỳ, đừng nói kiếm linh biến thành hình người. Có thể luyện ra kiếm có linh thức thôi đã hiếm không thể hiếm hơn. Mỗi một thanh kiếm như vậy xuất thế đều sẽ oanh động tu chân giới. Các đại kiếm tông đều sẽ đứng ngồi không yên tìm mọi cách đoạt lấy. Trọng Minh thất tuyệt là một đao một kiếm được truyền lại từ trước thần vẫn kỳ đến nay. Đều có lời đồn rằng hai thanh đao kiếm này có kiếm linh có thể hóa thành hình người nhưng trước giờ vẫn chưa ai từng thấy qua. Còn có một vài thanh cổ kiếm khác được lưu lại từ niên đại xa xăm trước kia, nếu vẫn còn được giữ gìn hoàn chỉnh thì có khả năng cao vẫn còn chút tàn dự ý thức của kiếm linh, những thanh kiếm này đều được xưng là bảo kiếm. Ở tu chân giới, những thanh kiếm trong tay các đại năng kiếm tu hơn nửa đều có ý thức của kiếm linh tồn tại, một loại là do bản thân của kiếm tự chứa kiếm ý, một loại khác là theo cảnh giới của kiếm chủ tăng lên, thần thức không ngừng cường đại, ảnh hưởng đến kiếm nên mới dần dần sinh ra một tia ý thức kiếm linh. Từ huynh, chúng ta về phòng trước." Diệp Tố nói với tử Trình Ngọc xong liền dẫn theo Du Phục thời trở về nơi ở. "Được." Khi trở về viện Diệp Tố không về phòng của mình mà xoay người hỏi Du Phục Thời, khắp huyết kiếm có ảnh hưởng gì tới đệ không? Dịch Huyền không chọn thanh kiếm này, khả năng bị tâm ma khống chế bị hạ thấp đi rất nhiều, nhưng nàng không hy vọng sự tình đó sẽ phát sinh trên người tiểu sư đệ. Du Phục Thời lật cổ tay, triệu hồi khắp huyết kiếm ra nhìn nhìn, không hiểu lắm hỏi, nó ảnh hưởng ta cái gì? Chỉ là một thanh kiếm rách mà thôi. Diệp Tố không ảnh hưởng tới đệ là tốt rồi, về sau phải chăm chỉ tu luyện. Nàng rốt cuộc vẫn ý lời nói vừa rồi của tân thẩm chi về chuyện không nâng cao cảnh giới có thể bị kiếm phản phệ. Dù phục thời thờ ơ ừ một tiếng, sau đó kéo lên ống tay áo, giơ cổ tay trái ra trước mặt Diệp Tố, bị ngươi nắm đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Con rắn nhỏ, lần ăn vạ đầu tiên. Chương 76 Gõ mó đại sư tỷ đang suy nghĩ về việc kiếm linh phản phệ thì đột nhiên thấy một cổ tay thon dài duỗi đến trước mặt. Vị tiểu sư đệ nào đó quang minh chính đại ăn vạ thế này ắt là có mưu đồ gì đó, nhưng nàng vẫn giả vờ không hiểu, dương mắt nhìn hắn, nên là tay đau. Dù phục thời tiếp tục như như tay đến trước mặt phàm nhân này để nàng thấy rõ hơn dấu hơi đỏ trên cổ tay hắn, không viết chữ nổi. Tầm mắt của đại sư tỷ không tự giác mà nhìn xuống, bàn tay trước mặt trắng như sứ, đầu ngón tay hồng hồng phấn rất đáng yêu, nhưng vài đường gân xanh rõ ràng trên mấu bàn tay vẫn cho biết đây là tay của một người đàn ông. Thật đẹp! Là hai từ mà trong đầu Diệp Tố có thể nghĩ ra được lúc này. Hẳn là bất mãn vì đối phương trầm mặc hồi lâu, một bàn tay khác của du phục thời không kiên nhẫn mà vẫy vẫy trước mặt nàng. Diệp Tố, ta bảo là ta viết chữ không nổi. Nghe rồi, Diệp Tố rời mắt, thuận miệng đồng ý. Vậy vụ sát hoa vẫn cho ta mượn nha. Du phục thời lập tức nương theo đó nói ra mục đích cuối cùng của lần ăn vạ này. Mang đi. Diệp tố nhìn thoáng qua vòng tay rắn trên cổ tay hắn sau đó đứng bật dậy. Tỷ còn phải tu luyện, đi trước nhé. Du phục thời nhìn gióng dáng diệp tố hấp tấp rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, phàm nhân này hôm nay dễ nói chuyện vậy. Vì thế vị yêu tinh vạn năm nào đó được voi lại muốn đòi tiên, thầm tiếc nuối. Biết vậy thì lúc nãy bảo phàm nhân cho luôn vụ sát hoa có phải tốt hơn không? Bốn phương mỗi phương có một ngàn danh ngạch để tham gia tông môn đại bỉ. Trong đó đông phương là cạnh tranh kịch liệt nhất vì quy tông thành cùng đồ thủ thành đều nằm ở phía đông. Phù tu cùng kiếm tu sẽ phải cạnh tranh với nhau để giành lấy một ngàn thông hành đơn. Mặt khác ở Tây Phương, bởi vì Côn Luân phái được đặc cách có danh ngạch riêng nên không cần tham gia cạnh tranh thông hành đơn, còn Vạn Phật tông vì trừa ra danh ngạch cho các tông môn khác nên mỗi lần tông môn đại bỉ chỉ cho phép 300 đệ tử tham gia, thế nên số lượng danh ngạch ở Tây Phương còn trống khá nhiều. Tuy nhiên cũng vì thế mà rất nhiều tán tu đều chạy đến Tây Phương để giành danh ngạch nên độ nóng của trường đấu cũng không thua Đông Phương là bao. Tóm lại bất luận là phương nào thì cạnh tranh đều không nhỏ. Càng tới gần ngày tỷ thí dành thông hành đơn vào tháng 3 thì các đệ tử Ngô Kiếm phái càng khẩn trương, ngày ngày đêm đêm luyện kiếm, nhập định. Ngay cả tông chủ cùng các vị đại trưởng lão đều cảm nhận được các đệ tử trong tông phái đang tu luyện với khí thế ngất trời. Nhóm đệ tử vòng sơ loại lần này sao ta thấy còn chăm chỉ hơn các nhóm của những năm trước rất nhiều vậy? Chu Kỳ ngồi trên bảo tọa cao nhất trên đại điện Trung Nam Phong không nhịn được hỏi các trưởng lão: có vài lần ông đi ngang qua sân luyện kiếm đều thấy không có một lôi đài nào chống cả. một vị đại trưởng lão ngồi bên trái nhẹ nhàng hớp một ngụm nước trà đáp ta còn nghe nói có đệ tử ngày đêm tu luyện dẫn tới thể lực không chống đỡ nổi nữa xỉu ngang trên sân luyện kiếm. còn có việc này sao? chu kỳ rất là kinh ngạc. đâu chỉ thế, trưởng môn ngài không biết đó thôi. trong khoảng thời gian này ngày nào y đường cũng chật ních, mỗi ngày đều có đệ tử bị nâng tới. Một vị đại trưởng lão khác lắc đầu nói, tụi nhóc hoàn toàn không có một chút tiết chế nào. Chu Kỳ hỏi, tại sao lại như vậy? Còn không phải là vì luồng gió mới do các vị ngoại tông đệ tử mang tới đó sao? Vị đại trưởng lão uống trà bất đắc dĩ nói, rõ ràng trong nhóm đó có mấy đứa cũng không tham gia tông môn đại bỉ vậy mà cả ngày vẫn cứ điên cuồng tu luyện, làm đệ tử tông môn chúng ta nhìn thấy, hiện giờ đứa nào đứa nấy cũng đều không biết ngày đêm liều mạng tu luyện đệ tử ngô kiếm phái đi sân luyện kiếm là có thể nhìn thấy dịch huyền cũng lữ cửu. Từ trình ngọc mấy người đối chiêu, ban ngày thì quần áo lành lặn đến nơi, tối đến thì quần áo rách bươm, thương tích đầy mình mà trở về. Tận mắt chứng kiến quy trình thảm thiết này mỗi ngày nên chúng đệ tử tự nhiên cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Nhưng nếu ngẫu nhiên không muốn đến sân luyện kiếm mà ghé vào linh khí thất để nhập định thì lại gặp đám luyện khí sư thiên cơ môn đang điên cuồng tu luyện. Đúng, mấy người này không luyện kiếm, nhưng bọn hắn luyện khí đó. Linh khí thất cứ lâu lâu sẽ nghe phát ra các loại tiếng nổ mạnh, hay lắm, ai mà không biết còn tưởng rằng mô kiếm phái bọn họ chuyển nghề sang luyện đan rồi đấy. Chưa hết, có đôi khí còn có thể nhìn thấy mấy người đó một thân đen nhẻm như cột nhà cháy thất thểu chạy ra, trông cực kỳ giống đan tu bị nổ lò luyện. Các gian phòng linh khí thất là độc lập, mỗi phòng chỉ có tụ linh trận cung cấp linh khí cho tu sĩ nhập định tu luyện. Những tưởng rằng vào đây sẽ trốn được không khí đánh đánh giết giết trên sân luyện kiếm nhưng nhóm người này tác phong hành sự còn điên hơn mấy vị ở sân luyện kiếm nữa. Nghe nói là ngày đêm không nghỉ liên tục thi với nhau phối tài liệu nên mới lâu lâu nổ bùm bùm như thế. Thế nên về sau xung quanh mấy gian linh khí thất của mấy đệ tử thiên cơ môn không có một bóng người. Đệ tử ngô kiếm phái thả đi luyện kiếm cũng không muốn tới gần sợ bị nổ banh xác lúc nào không hay. Một vấn đề mấu chốt nữa là, nhân ra người ta không lâu trước kia mới tăng đến kim đan sơ kỳ mà thôi, đến hôm nay mới có bao lâu lại lên đến trung kỳ rồi. Mà còn là hai người nữa chứ. Một đám điên như vậy, các đệ tử xung quanh nhìn thấy cũng điên theo, ai mà không muốn tiến dai đâu. Đương nhiên trong bầu không khí tu luyện cuồng nhiệt đó vẫn có một người như cũ làm theo ý mình, cả ngày ngủ ngon dù phục thời mỗi lần đi theo diệp tố vào linh khí thất thì ngoại trừ ngủ chính là chơi tỉnh lại liền bắt đầu dùng vụ sát hoa trong tay nhắm ngay khắp huyết kiếm công kích nó diệp tố dù phục thời bước ra khỏi linh khí thất của mình đi đến gian cách vách gõ gõ cửa bên trong không có ai đáp lại nên hắn liền lập tức đẩy cửa tiến vào nếu lúc này có người nhìn thấy một màn này chỉ sợ sẽ chấn động rớt cằm tất cả linh khí thất đều được hạ kết giới một khi cửa được đóng lại từ bên trong thì tu sĩ dưới hợp thể kỳ sẽ không thể nào phá vỡ kết giới để bước vào, vậy mà lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Dù phục thời đi vào, tùy tay đóng cửa lại, nhìn thấy Diệp Tố đang ngồi đả tọa nhập định ở giữa tụ linh chân, xung quanh nàng là lác đác mấy pháp khí đã được luyện chế xong cùng với vài loại tài liệu linh tinh. Hắn có chút nhàm chán ngồi xuống đối diện nàng, chạm chạm chỗ này rồi lại sờ sờ chỗ kia cuối cùng nhìn chằm chằm mặt của Diệp Tố mà phát ngốc. Diệp Tố đang ở trong hắc ám giới, nàng không biết những chuyện đang phát sinh bên ngoài. Sau khi lần trước nàng vẽ xong ba bức tường phù chú, lần này ba tường phù chú khác cũng lần lượt hiện ra. Khi Diệp Tố vẽ xong phù chú cuối cùng trên bức tường thứ ba thì toàn bộ bức tường cũng tối sầm xuống. Ba bức tường, mấy trăm đạo phù chú thật sự đã giúp nâng cao kiến thức phù chú cơ sở của nàng lên rất nhiều. Diệp Tố vẫn đứng yên trong hắc ám giới không có bất luận hành động gì. Nàng đang đợi xem kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Đúng như nàng sở liệu, trong giới đột nhiên phát sinh biến hóa, ba bức tường chuyển động nhanh chóng, bao lấy Diệp Tố ở bên trong, trên mặt tường cũng bắt đầu biến hóa, đồng thời các phương hướng dưới chân nàng cũng sáng lên, đều là phù chú. Diệp Tố hơi ngửa đầu lên thì thấy phía trên cũng có mấy đạo phù chú xuất hiện nàng đây là bị vây trong phù trận sao tầm mắt của nàng đảo qua từng phù chú một các tiểu phù chú ban đầu trên mặt tường đã sớm biến mất chỉ còn lại những phù văn nàng xem không hiểu diệp tố muốn đi về phía trước nhưng lại phát hiện nàng không thể động đậy phảng phất như có một lá chắn vô hình ngăn cản rỗi tay ra cũng không thể chạm đến bất kỳ phù chú nào nàng ngưng thần suy nghĩ muốn rời khỏi hắc ám giới nhưng quả nhiên là cũng không thể ra được Nàng đã bị nhốt ở đây. Diệp Tố hoàn toàn không biết những phù chú này, cũng không cách nào chạm được vào chúng. Nếu không giải được phù trận này, chỉ sợ nàng sẽ chỉ có một con đường duy nhất là bị nhốt ở đây đến chết. Diệp Tố lại một lần nữa nhìn những phù chú này, suy nghĩ có chút phân tán. Luyện khí sư từ trước đến nay rất coi trọng tài liệu tỷ lệ phối hợp khác nhau có thể dẫn đến cùng là những tài liệu đó nhưng pháp khí luyện chế ra được sẽ có uy lực hoàn toàn khác nhau. Có đôi khi tài liệu còn có thể thay thế cho nhau hoặc là hoàn toàn đối chọi nhau. Tài liệu đối tài liệu sẽ tiêu mất, cho nên đôi khi trong lúc cải tạo pháp khí luyện khí sư sẽ phải dùng đến tài liệu đối chọi để triệt tiêu đi tài liệu cũ. Bùa chú có phải cũng có thể làm như thế hay không? Diệp Tố ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong thức hải đồng thời hiện lên mấy trăm đạo phù chú đồ, nàng cố ý quên đi tên cùng với các lời diễn giải của mỗi phù chú, nàng chỉ nhớ lại kết cấu của chúng, quan sát các kết cấu, giải tách ra tất cả, cuối cùng là tổng kết lại. Phù chú vốn phức tạp, huống chi còn là hóa giải nó, rất nhiều phù chỉ cần một nét bút là vẽ thành những muốn hóa giải lại khó khăn cực kỳ, có đôi khi giải được một nữa sẽ phát hiện ra kết cấu mới, dẫn tới toàn bộ lời giải sẽ trở thành phế phẩm nhưng lòng kiên nhẫn của nàng cực mạnh nàng thử một lần lại một lần không biết qua bao lâu mấy trăm đạo phù chú đó đã bị diệp tố lăn qua lộn lại phân giải ra hết quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa nàng rốt cuộc tìm ra được một ít quy luật trong đó diệp tố mở mắt ra một lần nữa đào qua các phù chú trong hắc ám giới vậy mà lại thật sự từ kết cấu của chúng phát hiện ra trên tường có các phù chú hoàn toàn đối lập nhau nàng không chút do dự đứng dậy, dùng linh lực vẽ ra trong không trung một đạo phù chú đối lập. phù vừa thành nàng liền đánh nó về phía một phù chú nằm ở hướng đông nam. trong hắc ám giới tựa hồ có một đồ vật vô hình nào đó được mở ra, tờ phù chú bị đánh trúng trong nháy mắt liền tan biến. diệp tố thử đi về hướng đông nam thì thấy có thể đi được, nhưng chỉ tầm hai bước thì lại không tiến tới được nữa. cách này thật sự hữu hiệu nhưng vẫn phải phá hết toàn bộ phù trận này mới có thể ra được tâm tình của diệp tố cũng thả lỏng hơn nàng lại quan sát từng phù chú một ở các phương hướng sau đó lại nhìn lên bức tường để tìm phù chú đối lập những phù chú trên tường nàng đã quen thuộc khi vẽ ra cũng thuận buồm xuôi gió một tờ lại một tờ đánh vào phù chú ở trên và ở dưới chân sau khi chúng biến mất thì diệp tố rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn đi lại được ba bức tường cũng ầm ầm di chuyển đến trước mặt nàng, đứng sát vào nhau. Diệp Tố nhìn hoa văn trên mặt tường lại một lần nữa biến mất, thay vào đó là những phù chú vừa rồi mới bị nàng triệt tiêu, ở dưới cùng còn có một hàng chữ. Giới phù chương một hoàn tất. Giới phù. Đây là tên của quyển phù thư này. Chương một hoàn tất, nói cách khác phía sau hẳn là vẫn còn các chương khác. Diệp Tố duỗi tay nhấn mở vào một trong những phù chú mà nàng không biết đang xuất hiện trên mặt tường. Ngay sau đó, những dòng chữ chú giải liền lập tức hiện ra. Nàng nhấn mở toàn bộ đọc qua hết một lần, biết đây là những phù chú gì rồi cũng không gấp gáp tập vẽ mà lựa chọn trước tiên rời khỏi hắc ám giới. Vừa mới mở mắt thì Diệp Tố liền phát giác có điểm khác thường, một bên vai của nàng thực nặng. Nàng ngay lập tức lấy ra một tờ phù chú công kích nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện thì là ra là du phục thời đang dựa vào trên vai của mình du phục thời nhíu nhíu mày mở mắt ra theo lực đẩy của nàng ngồi dậy lúc nãy hắn ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm diệp tố một hồi nhưng mãi nàng vẫn không tỉnh hắn chờ mệt quá muốn đi ngủ nhưng lại lười không muốn về phòng cuối cùng dứt khoát chuyển qua ngồi bên cạnh nàng dựa vào nàng ngủ luôn đệ vào đây bằng cách nào diệp tố nhìn thoáng qua cửa của linh khí thất hỏi du phục thời từ trước tới nay am hiểu nhất chính là xem nhẹ người khác hỏi chuyện chỉ lo chuyện mà mình muốn nói ta muốn mõ diệp tố gian linh khí thất đột nhiên yên ắng diệp tố hoài nghi lỗ tai của mình có phải đã xảy ra vấn đề rồi không đệ muốn cái gì cơ diệp tố quyết định hỏi lại một lần cho chắc mõ trong thanh âm của du phục thời vẫn còn sự tản mạn khi chưa tỉnh ngủ ta muốn mõ Đại sư tỷ từ trước đến nay vốn phòng ba bão táp vẫn luôn chấn tĩnh. Thật lâu sau, Diệp Tố mới tìm về thanh âm của mình. Đệ muốn chuyển sang làm Phật tu sao? Tiểu sư đệ đột nhiên không thể hiểu được vì sao lại muốn gõ mõ. Đại sư tỷ không hiểu. Đầu óc nàng chuyển mấy vòng rồi vẫn không hiểu được. Không phải. Du phục thời chỉ nói, mõ. Diệp Tố đứng dậy kéo hắn đi ra ngoài vừa lúc gặp mấy sư đệ sư muội cũng đang định trở về viện nàng hỏi qua mọi người một lần cũng không có ai từng nói qua về mõ trước mặt tiểu sư đệ cả tiểu sư đệ đệ muốn mõ làm cái gì hạ nhĩ cũng cảm thấy khó hiểu mõ là đồ vật mà chỉ có phật tu mới thích dùng khó có được lúc du phục thời chịu phản ứng lại hắn gõ mọi người diệp tố hỏi tới hỏi lui vẫn không tìm ra duyên cớ cuối cùng bế tắc đành chỉ có thể tùy tiện khắc một cái mõ cho hắn. Vì thế, từ đây về sau, trong ngô kiếm phái liền bắt đầu thường xuyên nghe thấy có người gõ mõ, đặc biệt là vào lúc đêm khuya đêm khoát. Diệp Tố có đôi khi sang phòng tìm du phục thời, muốn bảo tiểu sư đệ đừng gõ nhưng thấy hắn nửa quỳ gõ mõ, gõ đến 10 phần nghiêm túc, rất có Phật tính. Đứng bên ngoài nghe một hồi lâu thậm chí thật sự còn ẩn ẩn khiến cho nhân tâm an tĩnh, nàng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào đành phải rời đi chẳng lẽ quy túc cuối cùng của tiểu sư đệ không phải luyện khí không phải kiếm tu mà là phật tu sao